Xin chào, mình là Santa đây ạ. Sorry anh em, hôm qua do tôi bị cảm nên không thể tiếp tục được. Nhưng cũng do quá nhiều người spam rằng sẵn làm về Elder anh làm thêm về Dark Elder luôn đi. Thôi thì để bù đắp cho các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm về Sebastian Jarrick. Ngạc nhiên chưa? Thôi, tôi đùa đấy. Số trước làm về Sebastian Jarrick thì các ông 10 ông thì phải đến 9 ông comment cả hình cái gậy. Tôi sợ lắm rồi. Bài mẹ nick mất. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ làm về Dark Elder, tàn dư của một đế chế vĩ đại nhưng mà theo chiều hướng bệnh hoạn và ung thư nhất có thể chúng ta nghĩ được trong WM40K. Như đã nói ở phần trước, Slaanesh được sinh ra cũng là nuốt trọn cả một đế chế hùng mạnh. Gần như toàn bộ sinh vật có linh hồn đều bị tàn sát, chỉ còn một nhóm người ngoài rìa đế chế yên ổn là người Exodai của Elder. Tuy nhiên, tận sâu bên trong các webway chằng chịt vẫn còn tàn dư của giống loài tiên tiến này. Họ ẩn nấp ở đó, không chịu khuất phục, thay vì từ bỏ lối sống dị giáo sa đọa. Chúng vẫn không chịu hối cải, luôn chìm đắm trong một cơn khát đau đớn, khoái lạc dị hợm. Đó là Dark Elder. Người Dark Elder, hay còn gọi Drukhari hoặc One Dark, là tàn dư của tộc Elder cổ đại. Sau trận đại hồng thủy của Slaanesh giờ chỉ còn biết vật vờ trong những thành phố đang mục giữa trong Webway gọi là Kom'Morak. Để nói về thành phố này thì chúng ta có thể hiểu là hành tinh này là một hành tinh không có mặt trời. Vì vậy, chúng đã đánh cắp hai mặt trời. Chắc chắn vì Webway không có mặt trời nào cả. Hãy tưởng tượng như đây là một Gotham không có Batman và biến dạng như Inception, một tổ ong khốn khổ toàn những tên đồ tể và những bọn bệnh hoạn BDSM. Với nền kinh tế dựa trên ma túy, tra tấn và hiếp dâm và boom, thành phố thân yêu của Dark Elder ra đời. Cái gì? Nghe thú vị vậy á? Nếu bạn may mắn sống sót, còn một vấn đề nữa, đó là cứ ban đêm khi mà trời lặn, đều đặn Webway sẽ xảy ra một thảm họa tự nhiên. Đó là một cơn bão, trận động đất, hỏa hoạn, bão lửa, thậm chí thi thoảng tường của Webway còn bị nứt, demon tràn vào phá hủy khắp thành phố. Thậm chí đéo hiểu hang động bí mật kiểu gì mà cả bọn orc cũng đi lạc vào đây. Còn các Space Marine thì đi như đi chợ vậy. Nào là Salamander, Space Wolf, Dead Watch, toàn lũ phá làng phá xóm, dày dặn kinh nghiệm. Dark Elder đã phải đón tiếp rất nồng hậu thì mới có thể cản được. Tuy nhiên thì trong cái vũ trụ WM40K rối ren này thì tìm được một góc mà nương náu thì đã là rất là tốt rồi. Về tư tưởng thì người Dark Elder luôn coi mình là duy nhất và những kẻ ngoài rìa vũ trụ là lũ súc sinh rời bỏ quê hương. Hiện tại thì giống người khốn khổ thiếu quần thiếu áo này tồn tại bằng việc cướp bóc, lính đánh thuê, bắt cóc và tàn sát bất kỳ mục tiêu nào trong khắp thiên hà để nuôi dưỡng sự tàn ăn vô độ của chúng với linh hồn của chúng sinh khác khi bị tra tấn. Trong Eldari, cực danh mãnh và lịch lạc tư tưởng là từ ngữ để miêu tả giống loài này. Chúng là hiện thân cho cặn bã và độc ác nhất. Chúng coi máu là rượu và thịt sống là thức ăn. Vì theo chúng, việc nuôi dưỡng tâm lý, man dợ và đau khổ là cách duy nhất để ngăn chặn sự tiêu hóa chậm chạp của Slaanesh trên linh hồn của chúng. Tộc Dark Elder mang dáng vóc cao lớn, nhợt nhạt vì không có ánh nắng mặt trời, thậm chí còn mạnh hơn cả Eldari bình thường vì khả năng võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu khi được thuê để làm những việc ghê tởm cho các đế quốc trong vũ trụ. Tuy vậy, không giống những người Eldari khác, chúng không có khả năng ngoại cảm và thực sự việc kiềm chế cảm xúc dưới mọi hình thức là cái gì đấy quá vớ vẩn đối với chúng. Vì theo chúng nghĩ việc ngoại cảm và năng lực tâm linh sẽ là cái đèn báo hiệu cho Slaanesh đến và tiêu diệt cả bọn. Câu phải hiểu này, Webway và Warp nó chỉ cách nhau một bức tường duy nhất. Vì vậy, việc mà Slaanesh phát hiện ra đó là cái kết cho cả một tộc người Elder. Vì vậy, thế nên chúng không thể nào tùy tiện trong việc sử dụng năng lực tâm linh ở ngay chính quê nhà của chúng. Về phân cấp xã hội, Dark Elder cũng rất đặc biệt hơn các dân tộc khác. Chủ yếu là hai giai cấp, Chu Bon và Hep Bon.
do tộc Elder tự nhiên sinh ra rất hiếm, do thời gian mang thai rất lâu. Nhưng những người được sinh ra từ tử cung được gọi là Trueborn thường sẽ có đặc quyền trong tộc vì hoàn cảnh ra đời của chúng, và đa số mang dòng máu của hoàng tộc. Vì vậy, chúng kiêu ngạo và luôn tự nhận mình tốt hơn nhiều cho các tầng lớp khác của Dark Elder. Còn Hepborn là người sinh ra trong những ống dẫn nhân tạo. Do luôn có chiến tranh và thường xuyên chết chóc, việc tạo ra người Dark Elder bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo là cần thiết để duy trì cân số. Hầu hết, Hepborn phục vụ như những nô lệ và tay chân. Trên chiến trường, đó là đội hộ tống và tiên phong tinh nhuệ của Dark Elder. Tiếp theo là các nước chư hầu và nô lệ. Tầng lớp đã được người Dark Elder xâm chiếm. Về phong cách chiến đấu, thì Dark Elder chủ yếu là tập kích nhanh và rút nhanh. Thường là xe bọc thép hạng nhẹ và tất cả những thứ gì nhanh nhất mà chúng có. Chúng mạnh nhất là đánh cận chiến. Chúng luôn tự tin ra trận đến mức mặc những bộ giáp mỏng dính để nâng cao khả năng né tránh và tốc độ. Kèm theo với việc kiếm thuật thượng thừa thì không nên xem thường chúng một tí nào cả. Lưỡi dao của chúng được mài giữa một cạnh đến mức phân tử, khiến chúng dễ dàng xuyên thủng cả các lớp ceramic dày đặc của Space Marine. Tuy nhiên đừng coi thường lũ bắn tỉa vào bộ binh của chúng nha. Súng trường của chúng bắn những chất độc tinh thể và rocket thì được nhồi đầy đạn vật chất tối, dễ dàng càn quét mọi thứ trên đường đi của chúng, gieo rắc nỗi sợ, xâm nhập và phá hoại. Có lần chúng càn quét cả một hai quốc của đế chế từ sáng sớm và kịp bữa trà chiều. Cho các bạn nào chưa biết thì một hai quốc có số lượng người trung bình từ khoảng 23 đến 50 tỷ người. Đó là một con số cực kỳ lớn, thậm chí còn ngang với lại một hành tinh của loài tâu. Chúng như lũ châu chấu bệnh hoạn, ăn tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng trước khi quân viện binh tới. Và khi trở về nhà với chiến lợi phẩm của mình, họ mở những loại rượu ngon nhất từ máu, ngồi lên ngay bằng từ xác nô lệ đã chết và đá lên những nô lệ còn sống, hoặc đơn giản là hãm hiếp họ thôi. Không chỉ vậy, chúng không những giỏi khoản chém giết mà còn rất giỏi giao thương. Chúng xây cảng, đàn áp tất cả hành tinh nây sớt và tập hợp nó lại về một cảng, mở hình thức bảo kê và điều hành. Bất cứ ai không thuê Dark Elder bảo kê đều bị cướp phá liên tục. Chả mấy chốc hành tinh cằn cỗi đang chết của chúng trở nên giàu có và bành trướng hơn rất nhiều. Đôi khi có những hành tinh nơi sớt khi đã có được một vùng đất riêng cho mình, giao thương ổn định, họ bắt đầu làm phản. Và kết quả thì luôn luôn bị lũ Dark Elder thanh trừng cả một hành tinh, không để lại một ai. Đến đây thì chắc chắn cô ông đang bỏ tay vào trong quần, là ước gì mình có thể làm chủ nhân của đám Dark Elder bá đạo này nhỉ? Ước mơ thì cũng tốt thôi, nhưng mà thiên hướng của chúng thì thường, chúng sẽ luôn luôn phản lại chủ nhân của chúng. Hoặc là sẽ không phản lại khi mà bạn vẫn còn tác dụng nào đấy cho bọn chúng. Vậy sẽ thế nào nếu bị bạn bị bắt bởi các Dark Elder? Biển xanh mây trắng nắng vàng, ăn chơi phè phỡn bên một dàn harem. Cho nghỉ mẹ một đi. Đéo có chuyện đấy đâu ông ơi. Thường thì bọn Elder không giữ lại nô lệ. À, sẽ có một tên đến và hỏi bạn 1 cộng 1 bằng mấy. Bạn nhanh trí trả lời là 1 cộng 1 bằng 2. Và bạn ăn một chém, tại vì tội bạn quá thông minh, kiểu gì chả phản loạn. Còn nếu bạn trả lời 1 cộng 1 bằng 3, bằng 4, thì cả hạm đội đứng đằng sau nó chém bạn nữa còn sao nữa. Tại vì cái tội ngu như vậy thì rất dễ lây lan cho những tên nô lệ khác. Tuy nhiên thì nếu bạn vượt qua khâu kiểm tra IQ thì cũng là lúc mà cơn ác mộng của bạn bắt đầu. Bạn được đưa về Komoga, bị trói trên cabin bàn mổ. Nhưng thứ duy nhất bạn có thể nhớ rằng đó là ánh đèn chiếu thẳng vào mắt và miếng rẻ bọn chúng nhét vào mồm để các bạn không thể gào thét hơn được nữa. Chúng sẽ cắm những cỗ máy dị hợm vào hai thái dương và tim của bạn để ngăn cho bạn dù có bị mất máu nhiều như thế nào chăng nữa thì bạn vẫn phải sống. Sống một cách cơ học thiết yếu nhất có thể. Thường thì đa số máu của những nô lệ đều sẽ bị rút sạch ra để làm thức uống và nước tắm chúng. Thịt của bạn thì bị lóc hết lớp này đến lớp nọ. Và thứ duy nhất bạn nhớ đó là khuôn mặt thỏa mãn, bệnh hoạn của lũ Dark Elder đằng kia. Thứ bên trong huyết quản của bạn bây giờ là ma túy và chất thức thần. Nó tràn ngập trong huyết quản để duy trì sự sống của bạn. Nội tạng và tim gan được thay thế bằng những cỗ máy duy trì sự sống. Người thì được lắp thêm chân tay, kẻ thì bị tháo khớp. Không ai có thể lành lặn
Trải qua cơn phẫu thuật không biết bao nhiêu ngày tháng, bạn sống là còn đấy là kỳ tích. Giờ đây trong bạn không còn nhận thức bạn là ai, bạn là cái gì. Mà cái thứ thuốc thức thần đấy đã làm cho bạn lú lẫn và cái mục đích duy nhất bạn có thể nghĩ được đó là xé xác bất kỳ thứ gì bạn có thể nhìn thấy. Nếu bạn vượt qua tất cả bài test của lũ Dark Elder về độ bệnh hoạn và man rợ, bạn sẽ trở thành một trong những thành viên của chúng trong những trận chiến. Bây giờ, bạn không khác gì những con chó của chúng. Trên chiến trường thì bạn sẽ được phát một thanh thức thần. Đó là thứ sẽ giúp bạn quên đi đau đớn, khát máu và điên loạn. Bây giờ thì bạn không còn sợ nỗi đau nữa, ngay cả nỗi đau thể xác mình đang phải mang. Nếu mà may mắn trận chiến thắng lợi, thì phần thưởng sẽ là ma túy và thức thần. Còn nếu thua cuộc, thì cái chết của bạn, đó là điều quá bình thường. Và thế là nô lệ tiếp theo sẽ lại ra đời. Chính vì vậy có thể nói là bọn Dark Elder này coi những nô lệ không khác gì lũ thú vật. Có lẽ số sau tôi sẽ nói thêm về binh đoàn của người Dark Elder, vũ khí của người Dark Elder và tất cả những gì liên quan về Dark Elder mà tôi biết. Vậy clip này có chất lượng hay không? Này có làm bạn thỏa mãn hay không? Hãy để lại ý kiến cho comment nha. Và đến đây thì clip cũng dài rồi. Đây chỉ là những clip sơ lược thôi, còn rất là nhiều thứ hay ho sẽ đến trong phần tiếp theo. Các bạn hãy đón xem nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Santa. We have come to bring death to the primitives. Stop destroying my ship! That's an order! All weapons fire at will! For Kayla Menshake! You have a crude grasp at best of void combat strategy. I should not have expected much from your primitive race.